Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Thật ra thì mình định làm về cái chủ đề liên quan đến nhiệt độ của RX 79 XTX trước rồi. Tuy nhiên thì mình đã làm hai bài đánh giá về sản phẩm là RX 79 XTX và RX 79 XT. Sau đấy thì mình mới làm ngược về cái bài đánh giá về nhiệt độ của sản phẩm. Thì cái thông tin mà anh em đọc được trên mạng ở cách đây vài tuần rồi cơ, đó là RX 79 XTX có thể nóng đến 110 độ C. Và mình sẽ làm rõ cái vấn đề này một chút. Thì cái 110 độ C này thì không phải nhiệt độ của GPU, đấy chỉ là hotspot, tức là điểm nóng nhất của GPU là 110 độ C. Còn cái nhiệt độ của GPU thì thấp hơn khá nhiều. Nếu như anh em nào mà sử dụng trong môi trường lý tưởng chỉ khoảng 65 độ C, còn không chỉ nhiệt độ mà đẩy lên mức cao mình thấy được chỉ khoảng chừng là 72 độ C. Tức là nó vẫn nằm trong cái mức gọi là mát mẻ, kể cả anh em có nhiệt thủ có dùng thì đấy vẫn là mức nhiệt vô cùng mát. Vậy thì cái yếu tố 110 độ C đấy xảy ra khi nào? Thì thông thường sẽ xảy ra trên những cái phiên bản RAP, phiên bản Ford Edition. Thì những đây, em nhìn thấy không? Đây là phiên bản Ford Edition của AMD. Cái những cái thiết kế như này là do trực tiếp AMD sản xuất và không phải mẫu card đồ họa nào cũng xuất hiện cái hiện tượng 110 độ C, mà thay vào đó thì tỷ lệ đấy sẽ khoảng 50-50. Mình đã có thử qua được hai sản phẩm. Đầu tiên mình có một, sau mình thử hai thì cả hai đều không bị. Thì nhưng mà ở trên mạng ấy, một số anh em thì bị. Thì cái câu chuyện đấy sẽ xuất phát như nào? Đầu tiên chúng ta sẽ nói về hệ thống tản nhiệt của em nó đi. Đây là mẫu card đồ họa có cái công suất tiêu thụ là 350W, và khi anh em mở điện ra thì có thể lên đến là 400W. Và anh em nhìn cái thiết kế của nó đây thiết kế như này ấy, thế nhưng mình đánh giá là thiết kế mỏng nhá. Vì sao mình lại nói là mỏng? Bởi vì đây là một trong những cái dòng card có thể nói là đầu bảng đi của AMD. Hiệu năng của em nó sẽ loanh quanh khi so với RTX 4080 là cũng xem nhau đấy. Giá tiền khoảng 30 triệu và AMD thực sự là hơi tham vọng một chút. Cái tham vọng ở đây là họ muốn làm một mẫu card đồ họa có cái hiệu năng cao, trong khi cái kích thước của sản phẩm thì lại nhỏ. Với kích thước này, nếu anh em nào mà cần một cái số đo cụ thể thì nó sẽ tương đương với 2 khe PCIe hoặc là 2.5 khe PCIe. Mình nghĩ cái này thì do cái phần backplate này với lại cái tản nhiệt nữa thì sẽ đạt được khoảng là 2.5 khe PCIe. Thế nhưng cái 2.5 khe PCIe này vẫn là rất mỏng nhá. Và cái hệ thống được sử dụng ở trên đây là hệ thống Vapor Chamber. Khi so với hệ thống cũ sử dụng ấy là thuộc hệ thống ống HeatPipe, thì anh em có thể phân biệt như này. Với cái ống HeatPipe ấy là bao gồm là những cái ống đồng dẫn nhiệt sẽ nối từ GPU này ra xung quanh card đồ họa, và muốn cho card đồ họa càng mát mẻ thì cái ống HeatPipe phải càng nhiều. Và khi mà HeatPipe trang bị lên nhiều thì đồng nghĩa với một việc là GPU chúng ta, cái card đồ họa này nó sẽ dày hơn tương đối nữa. Và cái giải pháp của AMD là hệ thống Vapor Chamber, thì hệ thống này làm việc khá tốt. Cái nhiệt độ của GPU như mình đã nói rồi chỉ khoảng 65 đến 72 độ C là rất mát. Tuy nhiên cái câu chuyện Vapor Chamber ở đây nó lại xuất phát vấn đề. Thì anh em biết rồi đấy, hệ thống Vapor Chamber nó sẽ là một cái buồng hơi, trong đấy sẽ có một cái loại chất lỏng để tản nhiệt, và khi chất lỏng đấy bay hơi thì nó sẽ mang cái hơi đi khắp card đồ họa, và hệ thống quạt đây sẽ thổi và làm mát GPU, mát cái hệ thống Vapor Chamber đấy, và sẽ ngưng tụ lại và tiếp tục cái tuần hoàn đấy. Tuy nhiên thì như mình đã nói rồi là AMD hơi tham vọng khi làm mỏng. Cái hệ thống Vapor Chamber ở đây nó không đủ lớn khiến cho cái lượng hơi bên trong bốc hơi quá nhanh mà không kịp ngưng tụ, khiến cho một số những cái phần ấy ở trong card đồ họa này nó sẽ bị om nhiệt ở một phần nhỏ, và qua đấy thì cái nhiệt độ của GPU sẽ bị đẩy lên cao. Khi mà anh em gặp một card đồ họa nào bị đẩy lên khoảng 110 độ C thì mặc dù cái GPU của anh em nó không bị nóng đâu, nhưng khi mà bị đẩy lên 110 độ C như vậy thì cái hiệu năng của GPU sẽ chắc chắn sẽ phải giảm để có thể hạ nhiệt được cái phần đấy xuống, và như vậy sẽ không hiệu quả nữa. Và để chứng minh cho anh em rằng là hệ thống Vapor Chamber này nó thiết kế chưa thực sự tối ưu, thì mình cũng đã test giữa hai điều kiện. Thì thông thường nhá, khi mà anh em cắm lên vỏ cây đúng không, anh em để ngang như này là những cái tiêu chuẩn rồi. Và có một kiểu nữa là anh em cắm dọc, dành cho anh em nào mà có dây riser nối dài ấy, thì khi mà anh em sử dụng ấy để dọc card đồ họa như này thì card đồ họa của anh em sẽ mát mẻ hơn, GPU hoạt động cũng sẽ mát mẻ hơn này. Thì qua đấy cái hệ thống tản nhiệt này nó kiểu nhẹ lắm. Thì vậy thì khi mà anh em để dọc này thì cái chất lỏng ấy nó sẽ luôn chảy xuống dưới, và nó sẽ không bị chảy lung tung khi anh em để card đồ họa ngang này. Đôi khi thì cả chúng ta sẽ bị để lệch sang bên ấy, thì chất lỏng bên trong đây nó cũng sẽ ảnh hưởng như vậy nữa. Bởi vì cái phần nóng nhất này ở giữa này này, mà khi mà chất lỏng nó không tập trung được vào cái phần chuẩn của nó, thì đôi khi card đồ họa chúng ta cũng gây nên tình trạng hotspot. Và khi mà mình cắm ngang GPU này như này nhá,
thì cái nhiệt độ mà hotspot mình đo được là 95 độ C, trong khi dựng dọc lại mát hơn đến khoảng 17 độ, chỉ khoảng hơn 70 đến 80 độ C thôi. Như vậy là anh em có thể thấy được là nếu như anh em nào muốn sử dụng ấy, thì anh em có thể chọn những mẫu card họa phiên bản custom thì để đảm bảo được cái vấn đề nhiệt độ với hiệu năng chúng ta sử dụng là tốt nhất. Còn anh em mà vẫn đam mê những phiên bản foundation như này thì anh em nếu mà mua ấy, thì hãy hỏi trước cái người bán hàng xem là khi mà gặp cái tình trạng hotspot như vậy thì họ có hỗ trợ cho anh em cái vấn đề xử lý hay không. Bởi vì là theo như thông tin của mình biết được, có thể là AMD sẽ fix bằng phần mềm, tức là thông qua driver để xử lý cái vấn đề hotspot như vậy. Thì chắc chắn rồi, cái hiệu năng của GPU sẽ bị điều chỉnh lại để có thể sao cho phù hợp nhất. Và lúc đấy thì chúng ta mới biết được là cái hiệu năng của GPU có thay đổi nhiều hay là không. Thì trên đây là cái bài đánh giá của mình, cũng như phân tích cho anh em một chút liên quan đến vấn đề là RX 7900 XTX. Thật ra thì đây cũng là một sản phẩm khá là tốt với mức giá khoảng chừng 30 triệu đồng để anh em có thể sử dụng. Còn cái vấn đề câu chuyện loanh quanh đến nhiệt độ ấy thì đôi khi là như này, cạc của AMD mà hơi nóng một chút thôi thì người ta bảo đây là lỗi, còn với một số hãng khác thì người ta bảo là tính năng. Thế nên chúng ta cũng cần phải công tâm một chút khi nói về những sản phẩm và nhìn rõ cái vấn đề sản phẩm xuất phát từ đâu và cái hướng xử lý nó như nào. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.